chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thủ tướng chăm kỹ Quảng Ninh, nơi cọp giữ Đinh Văn Nơi đang ém quần. Ngay khi lên đường công du Singapore, ông Phạm Minh Chính đã cho ký ban hành nghị quyết số 14 NQCP về việc triển khai chương trình hành động của chính phủ. Ngay sau khi đi thăm Singapore và Brunei về, thì ngày 12 tháng 2, ông Phạm Minh Chính bay gấp đến Quảng Ninh, nơi ông làm bí thư tỉnh ủy trong giai đoạn 2011-2015. Mục đích là để triển khai đồ án quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chung thành phố Vịnh Hạ Long đến năm 2040. Đây là hình ảnh ông Đinh Văn Nơi hiện nay không ngán ai. Tại dự án khu kinh tế Vân Đồn, đứa con tinh thần của ông Phạm Minh Chính, thời làm bí thư tỉnh ủy này, ông Chính biết kết nối của ông Phạm Minh Chính với phía Trung Quốc tạo ra sân chơi cho các sân sau, thân ông Chính tung hoành, đồng thời mở cửa cho Trung Quốc tràn vào. Một trong những doanh nghiệp hưởng lợi nhất chính sách của ông Phạm Minh Chính chính là Sun Group của đại gia Lê Viết Lam. Khi ông Phạm Minh Chính về Trung ương nắm ban tổ chức, dấu ấn của Phạm Minh Chính phai nhạt dần. Vào những năm gần đây, khi mà trên thượng tầng chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đấu đá dữ dội, thì những vụ án kinh tế tại Quảng Ninh lần lượt bị khui ra. Vụ bị khui ra đáng nói nhất là hợp đồng giữa IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn với Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Hợp đồng này được ký dưới thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh ủy ở đây. Vụ án này cũng đang được Bộ Công an Việt Nam xử lý triệt để. Vụ bà Nhàn bị khui ra đã là một đe dọa với sai phạm thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh ủy. Mà ông Tô Lâm còn điều cọp giữ Đinh Văn Nơi thêm về Quảng Ninh để chuẩn bị đánh án lớn ở đây. Với ông Đinh Văn Nơi thì có lẽ ông không nể nang gì thế lực tại Quảng Ninh. Ông Nơi từng tóm 10 thường, người được cho là bất khả động chạm tại An Giang vì có quen biết quan chức lớn ở trong tỉnh. Ông Đinh Văn Nơi từng tuyên bố rằng, tôi lựa những người nào quen biết lớn tôi bắt trước. Và vụ tóm 10 thường là minh chứng cho lời nói của ông dũng tướng này. Đây là hình ảnh, chỉ 3 tháng sau khi đến Quảng Ninh, ông Đinh Văn Nơi được lên quân hàm tướng. Thêm nữa là khi ông Đinh Văn Nơi đến Quảng Ninh, không bao lâu thì Bộ Công an đã thăng hàm cấp tướng cho ông Giám đốc Công an, dám nói, dám làm này. Quảng Ninh là tỉnh giàu, có biên giới chung với Trung Quốc và tình hình rất phức tạp. Tuy nhiên, theo như người trong ngành cho biết rằng, việc bắt các tội phạm hình sự thông thường thì không khó, ai cũng làm được. Cái khó là tóm những tội phạm thuộc thành phần quan trọng trong nhóm lợi ích chính trị. Ở An Giang, vì mười thường quen biết nhiều quan chức lớn cấp tỉnh, nên không ai ông giám đốc công an nào dám diệt, ngoại trừ ông Đinh Văn Nơi. Ông Tô Lâm đưa Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh và thăng quân hàm cấp tướng là bước đi được chuẩn bị khá rõ. Cần dũng tướng, thăng hàm để tăng sức mạnh, Đinh Văn Nơi và tỉnh ủy viên để yêu cầu lãnh đạo khác phối hợp. Đây là bước tạo chân kiềng vững chắc cho Đinh Văn Nơi, làm án đã sẵn sàng, át hẳn ông Phạm Minh Chính cũng đã nhìn ra hướng chuẩn bị này. Muốn chiến lại với cọp giữ Đinh Văn Nơi và cả một thế lực hùng mạnh của Bộ Công an và Ban Bí thư thì ông Phạm Minh Chính không chọc tay vào không được. Với đồ án quy hoạch tỉnh Quảng Ninh đảm bảo ông Phạm Minh Chính như trực tiếp điều hành kinh tế của tỉnh này. Đây là hình ảnh ở Trung ương, ông Phạm Minh Chính chăm sóc rất kỹ Quảng Ninh. Đinh Văn Nơi được hỗ trợ tối đa từ Bộ Công an sẽ làm khiếp vía nhiều quan nhỏ yếu thế tại tỉnh Quảng Ninh. Việc ông Phạm Minh Chính thọc tay về đây, điều quan trọng nhất là để củng cố tinh thần cho nhóm đàn em trước đó của ông đang còn ở đó. Vốn đầu này gọi hoài mà đại ca không ơi, thì đại ca bận việc lớn ở Trung ương nên đành phải chịu. Giờ thì ông Chính phải tính tiếp. Không biết rồi đây tại Quảng Ninh có bùng lên các vụ án kinh tế chính trị nào lớn hay không, bởi nơi đây cũng đang được ông Phạm Minh Chính chăm sóc kỹ. Cuộc thư hùng lần này tại đây nếu xảy ra biến động lớn thì có thể thay đổi cục diện ở Trung ương. Nếu vẫn êm dù có Đinh Văn Nơi thì khó có thể biến động gì lớn. Chúng ta hãy chờ xem họ sẽ làm gì tiếp theo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Thủ tướng chăm quá kỹ Quảng Ninh, nơi cọp giữ Đinh Văn Nơi đang ém quần.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tại sao không điều Phạm Minh Chính sang ghế Chủ tịch nước rồi cho xử luôn. Cho đến nay, ghế Chủ tịch nước đã quật ngã được hai người. Người đầu tiên là ông Trần Đại Quang. Ông Quang đã mất mạng, còn người thứ nhì là ông Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc chỉ mất chức. Vì sao phe mạnh lại ưa triệt người đang ngồi ở vị trí Chủ tịch nước đến như vậy? Bởi ghế Chủ tịch nước thực tế là hữu danh vô thực, như chim không có lông cánh nhưng không còn khả năng để sinh tồn. Vì thế, điều nạn nhân những chiếc ghế này thì dễ ra tay nhất. Có người cho rằng nếu ông Nguyễn Xuân Phúc còn ở cương vị thủ tướng thì chưa chắc gì ông bị hạ như ngày 18 tháng 1 vừa qua. Bởi ghế thủ tướng được xếp dưới ghế chủ tịch nước nhưng lại có thực quyền hơn rất nhiều. Như ông Nguyễn Tấn Dũng một thời làm thủ tướng, có ai làm gì được ông khi ông còn ở cương vị thủ tướng đâu. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng vẫn đang làm chủ cuộc chơi hiện nay. Từ ngày 18 tháng 1 cho đến nay gần một tháng nhưng ghế chủ tịch nước vẫn đang bỏ trống. Bởi ông Tô Lâm đang cố bám vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an để được an toàn. Với quyền bính trong tay, với hàng triệu công an trong tay, với ngân sách đến tới 5,2 tỷ đô la cho năm 2023, thì ông Tô Lâm đã có đủ, có sức mạnh vũ lực, nắm quyền bổ nhiệm giám đốc công an các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, dường như đã giúp ông Tô Lâm đưa tay chân thân tín để lót ổ ở các địa phương. Với ngân sách lên tới 5,2 tỷ đô la cho một năm, thì quyền lợi về kinh tế có được từ ghế bộ trưởng là không thể nào kể ra cho hết. Ông Tô Lâm bị đề nghị ngồi vào ghế chủ tịch nước khi mà tấm gương Trần Đại Quang và Nguyễn Xuân Phúc còn sơ sơ ra đó. Khi ngồi vào ghế chủ tịch nước, ông Tô Lâm sẽ sợ bị trả thù vì làm sao ông có thể đỡ nổi đây. Có thể nói rằng nếu ông Tô Lâm ngồi vào ghế chủ tịch nước thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ không ra tay. Tuy nhiên vì ông Tô Lâm đã có quá nhiều kẻ thù nên nếu ông ngồi vào chiếc ghế không thực quyền như ghế chủ tịch nước thì bao giờ cũng không an toàn. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc từ ghế thủ tướng đã bị đẩy sang ghế chủ tịch nước rồi bị ra tay. Tờ Thời báo .de đã nhận được những thông tin từ người giấu tên đang công tác trong bộ máy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết ông Tổng Bí thư đang thừa thắng xông lên muốn làm tiếp vố thứ nhì dọn đường quan lộ cho đệ tử Vương Đình Huệ. Tuy nhiên ông Tổng đang loay hoay chưa biết đưa ra chiến lược nào để thực hiện ý đồ mà thôi. Hành động xua quân đánh vào IEC khi ông Phạm Minh Chính đang đi công du tại Singapore cho thấy chiêu thức rất quen thuộc. Chiêu thức đấy tương tự như chiêu thức đã sử dụng đối với ông Nguyễn Xuân Phúc khi ông đi công du Indonesia vào hồi tháng 12 năm 2022 cùng với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Từ ngày 13 cho đến ngày 15 tháng 2, phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra để xem xét quyết định về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có vấn đề nhân sự do ông Phạm Minh Chính đề xuất. Chỉ là nhân sự cấp thấp, không thể nói gì về vấn đề nhân sự cho hai chiếc ghế trống hiện nay là ghế Chủ tịch nước và ghế Phó Thủ tướng của ông Lê Văn Thành để lại. Theo thông tin từ bên trong tiết lộ, ghế Chủ tịch nước vẫn chưa có chủ. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng không ép được ông Tô Lâm vào chiếc ghế Chủ tịch nước thì liệu rằng ông có thể nào ép được Phạm Minh Chính ngồi vào ghế Chủ tịch nước hay không? Nếu ông ép được ông Phạm Minh Chính ngồi vào ghế Chủ tịch nước như từng ép ông Nguyễn Xuân Phúc thì có thể nói ông Nguyễn Phú Trọng có rộng đường để tính toán. Đây là hình ảnh, nếu đẩy được ông Phạm Minh Chính sang chiếc ghế Chủ tịch nước cũng là giải pháp không tồi đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Câu chuyện về chiếc ghế Chủ tịch nước đang bỏ trống sẽ còn là đề tài rất nóng hổi khi gần đến ngày Hội nghị Trung ương 7 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5 nếu không có gì bất thường. Còn 3 tháng nữa để đấu tranh và dẫn dụ nhau ra khỏi vùng đã được mai phục rồi để ra tay. Ghế Chủ tịch nước hiện nay có vẻ như đang là một cái bẫy hơn là một vị trí có đặc quyền, đặc lợi vậy. Có những lúc người ta chiến nhau để giành ghế, nhưng đôi khi họ cũng chiến nhau để đẩy cho kẻ thất thế phải rơi vào chiếc ghế nào đó. Trò chơi chính trị ở cung đình Đảng Cộng sản Việt Nam cũng lắm chuyện rất bi hài. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de với bản tin Tại sao không điều ông Phạm Minh Chính sang ghế Chủ tịch nước rồi cho xử luôn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de